núi Charun, những thảo nguyên xanh mênh mông, tuyết ở đây phủ trắng quanh năm. Almaty từng là thủ đô của Kazakhstan. Đa dạng sắc tộc chính là niềm tự hào, là tài sản quý giá của Kazakhstan. Nước Cộng hòa Kazakhstan là quốc gia rộng thứ 9 thế giới. Dân số chỉ hơn 19 triệu người. Với diện tích gần 3 triệu km2, lãnh thổ Kazakhstan lớn hơn toàn bộ các nước Tây Âu cộng lại. Nằm ở trung tâm của lục địa Á Âu, Kazakhstan đã từng là một mắt xích quan trọng trên con đường tơ lụa nổi tiếng từ hơn 2.000 năm trước. Vùng đất Kazakhstan đầy bí ẩn và say đắm lòng người bởi dãy núi Thiên Sơn huyền thoại, những thảo nguyên xanh bát ngát, những hồ nước tuyệt đẹp cùng với nền văn hóa du mục độc đáo. Đây cũng là một quốc gia đa sắc tộc đặc biệt, với hơn 130 dân tộc cùng chung sống hòa hợp và đoàn kết. Hơn 30 năm qua, Kazakhstan đã có sự phát triển kinh tế vượt bậc để trở thành quốc gia giàu có nhất khu vực Trung Á, một đất nước giàu sức sống với chính sách đối ngoại cân bằng, hội nhập và mở cửa. Những viên gạch đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng đã trở thành gốc rễ vững chắc của tình hữu nghị truyền thống và hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Kazakhstan. Lãnh thổ Kazakhstan hiện nay từng là nơi sinh sống của các bộ tộc du mục. Lịch sử dân tộc của quốc gia này gắn liền với sự hình thành của Hãn quốc Kazakh vào thế kỷ thứ 15-16. Những chiến binh của các bộ tộc du mục Kazakh đã chiến đấu giành độc lập dân tộc và xây dựng một quốc gia tự chủ, hùng cường, nơi thảo nguyên mênh mông. Tại thành phố Almaty, chúng tôi đã có dịp đến thăm xưởng phim Kazakh và trò chuyện với đạo diễn Rustem Abrashov, một đạo diễn phim nổi tiếng của Kazakhstan. Kazakhstan là một quốc gia còn non trẻ, mới 30 năm tuổi, nhưng có nguồn gốc lịch sử rất lâu đời. Tôi cảm thấy tự hào dân tộc khi có thể thực hiện những dự án phim như thế này. Văn hóa của Kazakhstan gắn liền với văn hóa du mục. Văn hóa Kazakhstan không thể thiếu ngựa, gia súc, lạc đà, cừu. Và ngôn ngữ Kazakhstan cũng được hình thành từ ngôn ngữ du mục. Trong cách suy nghĩ, trong cuộc sống đời thường, trong ngôn ngữ, âm nhạc, hình tượng, các đồ vật đều có dấu ấn của văn hóa du mục. Cuộc sống tự do trên lưng ngựa, giữa thảo nguyên bao la và khắc nghiệt đã tạo nên nét tính cách phóng khoáng, hào sảng và hiếu khách của dân tộc Kazakhstan. Đến với Kazakhstan, bạn có thể trải nghiệm cưỡi ngựa trên những thảo nguyên xanh mênh mông, khám phá lịch sử, cuộc sống thường ngày và nền văn hóa du mục đặc sắc lâu đời của người dân Kazakhstan. Đặc trưng của văn hóa du mục người Kazakhstan chính là những mái lều hình tròn, có tên gọi là lều yurt. Các yurt này được giữ bằng một đỉnh vòm hình tròn và thoáng, gọi là sanrak. Đây là một trong những biểu tượng xuất hiện trên quốc huy của Kazakhstan, thể hiện kết tinh văn hóa và lịch sử của dân tộc Kazakh. Lều được bao phủ bởi nhiều tấm bạt dày làm bằng lông cừu, có chức năng giữ ấm để tránh giá lạnh khi nhiệt độ trên thảo nguyên có thể giảm đến âm 40 độ vào mùa đông. Tài sản quý nhất đối với người du mục Kazakhstan không phải là lều, cũng không phải là gia súc, mà là sự tự do. Người dân du mục Kazakhstan họ rất yêu thiên nhiên, sống chan hòa với thiên nhiên. Họ không hủy hoại một loại động vật và thực vật nào. Họ không làm nông hay chăn nuôi gia súc. Tư tưởng của họ khác với người định cư là phải xây nhà, xây cầu cống, phải chinh phục thiên nhiên. Còn người du mục thì sống theo quy luật tự nhiên. Người du mục thà nghèo khó, nhưng họ phải được tự do. Là quê hương của các bộ lạc du mục vùng Trung Á, Kazakhstan là một trong những nước có số lượng dân tộc lớn nhất thế giới.
Chúng tôi đã có may mắn tham dự Ngày hội Thống nhất Dân tộc của Kazakhstan, một ngày lễ lớn được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 hàng năm, với nhiều chương trình biểu diễn, hòa nhạc, liên hoan diễn ra trên khắp cả nước. Năm 1995, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, đã ký sắc lệnh công nhận ngày lễ này. Đây là bộ trang phục truyền thống của người Kazakh. Dân tộc này chiếm tới hơn 70% dân số tại Kazakhstan. Và với hơn 130 dân tộc cùng chung sống hòa hợp và đoàn kết, thì đa dạng sắc tộc chính là niềm tự hào, là tài sản quý giá của Kazakhstan. Chào đón các bạn đến với Kazakhstan. Xin gửi lời chào Việt Nam và hãy đến với đất nước chúng tôi, vì chúng tôi luôn chào đón, luôn yêu mến tất cả các dân tộc, luôn sẵn sàng chia sẻ, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Rất nhiều người Hàn lấy vợ Kazakhstan, vợ Nga, vợ Tata. Rất nhiều dòng máu hòa trộn với nhau, nên là bây giờ chúng tôi không còn phân biệt dân tộc nào với dân tộc nào nữa. Quan trọng là tất cả các dân tộc sinh sống tại Kazakhstan đều hướng đến một mục tiêu chung, đó là sự phát triển của Kazakhstan. Chúng tôi muốn chúc tất cả các bạn Việt Nam nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hòa bình, hòa hợp cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Hiếm có nơi nào trên thế giới có nhiều dạng địa hình và cảnh quan thiên nhiên khác nhau trong cùng một quốc gia như Kazakhstan. Nằm cách Almaty 200 km về phía đông, hẻm núi Charyn là một trong những cảnh quan thiên nhiên độc đáo của Kazakhstan với chiều dài khoảng 154 km. Cùng đi với chúng tôi đến hẻm núi Charyn là ông Timur Dusengalev, một nhà sử học, đồng thời cũng là một chuyên gia về du lịch. Tất cả ở đây đều là tự nhiên hết, do tạo hóa, thiên nhiên tạo ra, không hề có bàn tay của con người tham gia vào. Lớp trầm tích ở dưới cùng có niên đại tới 60 triệu năm, còn lớp trầm tích trẻ nhất là 23 triệu năm. Mặt trời, gió, mưa, nước như những nhà điêu khắc tạo ra trên hình thù những vách núi đá, khung cảnh kỳ vĩ như thế này. Rời hẻm núi Charyn, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá một kỳ quan thiên nhiên khác của Kazakhstan. Hồ Kandy là một viên ngọc quý được hình thành sau một trận động đất từ năm 1911. Đây là một trong bốn hồ nước tuyệt đẹp thuộc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Kolsay nằm trên dãy núi Thiên Sơn. Hồ Kandy được mệnh danh là hồ nước kỳ lạ nhất thế giới với một khu rừng chìm trong lòng hồ. Nhiều người tin rằng hồ này rất linh thiêng bởi vì màu nước của hồ thay đổi màu sắc trong một ngày. Những cây này bị ngập nước trước khi hình thành nên hồ, thì đây là những cây sống. Khi nước ngập thì những cây này bị chết, nhưng nó vẫn đứng sừng sững như những người bảo vệ hồ. Đối với nhiều người dân Kazakhstan, Hồ Kandy là một nơi linh thiêng, nơi họ có thể cảm nhận sự kết nối với đất trời. Ở đây tôi cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên. Mặt hồ xanh như ngọc, những cây thông cao vút. Tất cả đều cho tôi thấy thiên nhiên của Kazakhstan đẹp và bao la đến nhường nào. Kazakhstan không chỉ nổi tiếng với phong cảnh kỳ thú và văn hóa du mục, được ví như Thụy Sĩ ở châu Á, đất nước này còn là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người thích trượt tuyết và các môn thể thao mùa đông. Tôi đang có mặt ở độ cao 3.200m so với mực nước biển. Đây là điểm cao nhất của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chimbulak, là khu trượt tuyết lớn nhất không chỉ của Kazakhstan mà còn của cả vùng Trung Á. Và như quý vị có thể thấy thì tuyết ở đây phủ trắng quanh năm. Du lịch trượt tuyết là một điểm hấp dẫn các du khách khi đến với Kazakhstan.
Khu du lịch trượt tuyết Simbulak là khu du lịch trượt tuyết quốc tế. Mỗi năm chúng tôi đón tiếp hàng triệu du khách. Mùa đông năm ngoái, chúng tôi đón tiếp 650.000 du khách. Rất vui được chào đón các bạn đến nơi trượt tuyết vào mùa đông. Chúng tôi đã trượt tuyết ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Kazakhstan. Chúng tôi đã nghe bạn bè nói là Kazakhstan có những địa điểm tuyệt đẹp để trượt tuyết. Khi đến đây thì thấy đúng như vậy, cảm giác rất tuyệt. Nằm dưới chân núi Alatau, ở độ cao 900m so với mực nước biển, hơn nửa thành phố Almaty được bao bọc bởi những ngọn núi, dù là giữa mùa hè vẫn phủ đầy tuyết trắng. Theo UNESCO, Almaty là một trong những thành phố cổ nhất vùng Trung Á. Nơi đây từng là điểm dừng chân trọng yếu ở phân nhánh Trung Á của con đường tơ lụa cổ đại, nối châu Á với châu Âu. Almaty từng là thủ đô của Kazakhstan cho đến năm 1997, và đây là thành phố lớn nhất, đông dân nhất, là trung tâm thương mại, kinh tế của Kazakhstan. Almaty được mệnh danh là thành phố vườn vì cả thành phố tràn ngập màu xanh của cây cối. Những con đường, những tòa nhà, quảng trường, công viên và những tượng đài lịch sử văn hóa mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Xô Viết. Dù không còn là thủ đô, nhưng Almaty vẫn là trung tâm kinh tế lớn, đồng thời là trung tâm về khoa học, văn hóa, lịch sử của Kazakhstan. Cả nước Kazakhstan có 19 triệu dân, thì riêng Almaty đã có dân số gần 2 triệu người. Lịch sử và hiện đại đan xen trong một nhịp sống vừa sôi động vừa thanh bình. Rời Almaty, bay gần 2 tiếng đồng hồ lên phía Bắc, chúng tôi đến với Astana, thủ đô của Kazakhstan. Sau khi Kazakhstan trở thành quốc gia độc lập năm 1991, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbayev, đã quyết định rời thủ đô từ Almaty về Astana. Ở Astana, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C vào mùa hè và xuống âm 40 độ vào mùa đông. Khí hậu khắc nghiệt, nhưng Astana đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân đến sinh sống và làm việc, mang lại sức sống cho thành phố. Anh Galum là lái xe của chúng tôi. Anh cùng gia đình sinh sống tại Astana từ hơn 10 năm nay. Như nhiều người dân khác, anh rất yêu và tự hào về thành phố này. Các bạn không thể tưởng tượng là những công trình này được xây dựng nhanh như thế nào đâu. Từ khi gia đình chúng tôi đến sinh sống ở Astana, mỗi ngày lại thấy thành phố đẹp hơn, hiện đại hơn. Như có phép màu vậy. Là quốc gia với hơn 70% dân số theo đạo Hồi, nên ở Kazakhstan, nhất là các thành phố lớn, các công trình kiến trúc tôn giáo với mái vòm đặc trưng hiện diện ở khắp nơi. Nhà thờ Hồi giáo trung tâm Astana nổi bật với những cây cột lớn và những mái vòm mang màu xanh da trời trên lá quốc kỳ của Kazakhstan. Astana gây ấn tượng với dáng vẻ của một thành phố năng động và hiện đại, quy tụ những công trình kiến trúc đồ sộ và độc đáo do các kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế. Những công trình hiện đại và độc đáo này mới chỉ được xây dựng trong vòng hơn 20 năm qua. Thủ đô Astana được ví như một viên ngọc giữa vùng thảo nguyên rộng lớn, và mỗi công trình kiến trúc ghi dấu ấn của những bàn tay tài hoa, thể hiện sự đan xen tổng hòa giữa nền văn hóa và kiến trúc Á Âu. Năm 1999, Astana được UNESCO công nhận là thành phố hòa bình. Biểu tượng của Astana là tòa tháp cây cuộc sống Bayterek. Tháp Bayterek lấy ý tưởng từ truyền thuyết cổ của Kazakhstan, mô phỏng một cây dương ôm trọn lòng một quả trứng vàng của chim thần Shamrug. Từ trên đài quan sát ở độ cao 105m, có thể chiêm ngưỡng toàn bộ các công trình kiến trúc của thủ đô.
Habaterek là niềm tự hào của người dân Kazakhstan, là biểu tượng về hạnh phúc và sự hồi sinh của đất nước Kazakhstan. Trong lòng quả trứng vàng của tòa tháp Habaterek thì có một khuôn bàn tay phải được đúc bằng vàng của Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, thể hiện sự thống nhất và đoàn kết đất nước. Và du khách nào thì cũng đều muốn đặt bàn tay vào đây để cầu mong sự may mắn. Gia đình chúng tôi lần đầu tiên đến đây để cho con xem Habaterek. Đấy là ước mơ của con trai. Một tòa tháp rất là đẹp, từ trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh thủ đô. Chúng tôi rất vui và tự hào rằng ở Astana có địa điểm đẹp như thế này. Алтындан даласы, ерліктін дастаны, еліме қарашы. Ежерден ердеген даңқымыз шықты ғой. Kazakhstan là một trong 15 nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết. Quan hệ giữa Kazakhstan và Việt Nam được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những địa danh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm trong chuyến thăm của mình đến Kazakhstan vào năm 1959. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì hai tiếng Việt Nam đã trở nên rất thân thương đối với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. Và chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Kazakhstan cũng đã được lãnh đạo và người dân Kazakhstan đón tiếp rất nồng ấm. Trong trái tim của người dân Kazakhstan, luôn yêu mến Việt Nam và Hồ Chí Minh. Theo tư liệu lịch sử còn lưu giữ, lần đầu tiên Bác Hồ đến Kazakhstan là vào năm 1938. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Kazakhstan để sau đó bí mật đi sang Trung Quốc. Tại đó, người chỉ đạo phong trào giải phóng dân tộc. Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Kazakhstan ở thành phố Almaty, bộ phim tư liệu dài 10 phút về toàn bộ chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Kazakhstan đã được lưu giữ cẩn thận trong suốt 64 năm qua. Đây cũng là nơi lưu giữ rất nhiều ảnh tư liệu quý về những sự kiện quan trọng, những con người đóng góp vào tình hữu nghị giữa Việt Nam và Kazakhstan. Việt Nam, sau năm 1991, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Kazakhstan. Các tư liệu mà chúng tôi vẫn còn lưu giữ chứng minh rằng mối quan hệ thân thiết giữa hai nước chúng ta đã có từ lâu rồi và ngày càng được củng cố. Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt dấu mốc khởi đầu cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Ở Kazakhstan, nhiều người dân biết rất rõ lịch sử của Việt Nam về quá trình đấu tranh, dựng nước, phát triển đất nước và vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình này. Lịch sử của Việt Nam rất đáng trân trọng và quá trình phát triển đất nước Việt Nam kể từ khi có chính sách đổi mới cũng rất đáng để chúng tôi học hỏi. Thứ trưởng Ngoại giao Roman Vasilenko đã từng học tiếng Việt tại trường ngoại ngữ quân sự Moscow cách đây 30 năm. Ông đã từng làm việc 2 năm tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Gặp chúng tôi, ông vui mừng như gặp người quen cũ, hồn hậu và thân tình. Ước mơ của tôi là đưa gia đình tới Việt Nam để chỉ cho họ về đẹp đầy kinh ngạc của đất nước các bạn. Với nhiều thế hệ người dân Kazakhstan, tình hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Kazakhstan là một tài sản quý. Và ngày nay, chính phủ và nhân dân Kazakhstan vẫn tiếp tục ủng hộ, hợp tác với Việt Nam. Trong bối cảnh Kazakhstan đang tích cực mở cửa, hội nhập theo tinh thần của chính sách Kazakhstan mới. Về chính sách Kazakhstan mới, thì đây là chính sách của Tổng thống Kazim Jomar Tokayev được công bố vào tháng 3 năm 2022. Mục tiêu chính của chính sách này là xây dựng một Kazakhstan bình đẳng. Khi chúng tôi nói Kazakhstan mới, có nghĩa là muốn nói đến một Kazakhstan bình đẳng, một quốc gia bình đẳng, một nền kinh tế bình đẳng, một xã hội bình đẳng. Từ khi Kazakhstan độc lập cho đến nay, luôn kiên trì thực hiện chính sách ngoại giao đa phương, cân bằng và thực tế.
So với các quốc gia thuộc khối SNJ cũ, Kazakhstan hiện là quốc gia giàu có nhất vùng Trung Á, chiếm 60% GDP toàn khu vực, chủ yếu nhờ vào ngành công nghiệp dầu khí và khai thác khoáng sản. Quan hệ song phương Kazakhstan và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân mà cả trong kinh tế, thương mại và đầu tư. Cả hai nước đều là thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc ký kết và thực thi hiệp định đã tạo nên một bước ngoặt lớn. Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ. Kazakhstan có tiềm năng lớn để xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm hóa dầu, hóa chất, vật liệu xây dựng, sản phẩm luyện kim và thực phẩm. Còn các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Kazakhstan là điện thoại và linh kiện điện thoại, nông sản, thủy sản, dệt may và đồ gỗ. Năm ngoái, chúng tôi đã cùng phía Việt Nam tổ chức hội nghị Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật lần thứ 10. Tại đây, chúng tôi thảo luận nhiều lĩnh vực hợp tác, bắt đầu từ đầu tư, kinh tế cho đến nông nghiệp. Hàng hóa Việt Nam ở Kazakhstan khá là nổi tiếng. Tôi thường hay để ý sản phẩm được lắp ráp hay sản xuất tại đâu. Rất nhiều sản phẩm là được lắp ráp và sản xuất tại Việt Nam. Tôi muốn gọi Việt Nam là trái tim của Đông Nam Á, còn Kazakhstan được coi là trái tim của cả vùng Trung Á. Kazakhstan được ví như cánh cổng vào thị trường Trung Á. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp các doanh nghiệp Việt Nam muốn đưa hàng hóa vào khu vực này, đồng thời hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp hai nước hợp tác trong các lĩnh vực chế tạo sản xuất, logistics, năng lượng, công nghệ mới, cơ sở hạ tầng. Kazakhstan là cửa ngõ quan trọng của cả vùng Trung Á, kết nối giữa châu Á và châu Âu, nhưng quốc gia rộng lớn này lại không có biển. Điều đó đã từng là một trở ngại lớn trong việc tăng cường hợp tác giao thương giữa Kazakhstan và Việt Nam. Để khắc phục điều này, hai nước tập trung phát triển mạng lưới vận tải và logistics bằng đường sắt và đường bộ. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Kazakhstan, Nga và châu Âu có thể theo những tuyến đường sắt liên vận đi qua lãnh thổ Trung Quốc, đến thẳng các thành phố lớn và các cảng trung chuyển trên lãnh thổ Kazakhstan, giảm đáng kể thời gian so với vận tải đường biển. Kazakhstan tuy không giáp biển, nhưng trên lãnh thổ Kazakhstan có rất nhiều tuyến đường nối châu Á với châu Âu. Nếu chúng ta khai thác tốt các tuyến đường sắt, đường hàng không thì có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Kazakhstan hợp tác thuận lợi hơn. Chúng tôi đang làm việc với Đại sứ quán của Kazakhstan tại Việt Nam với cơ quan chức năng khác để vận hành tuyến đường sắt thường xuyên giữa Việt Nam và Kazakhstan. Thời gian vận chuyển sẽ chỉ còn từ 6 đến 10 ngày. Tháng 10 năm 2022 đã diễn ra lễ khánh thành đường bay thẳng nối Nha Trang với thành phố Almaty với tần suất 2 chuyến một tuần, giúp hai nước xích lại gần nhau hơn. Một điều thuận lợi hơn nữa là mọi công dân Việt Nam được miễn visa 30 ngày tại Kazakhstan. Chính sách visa thuận tiện và đường bay thẳng đã mở ra cơ hội rất lớn cho thương mại và du lịch giữa hai nước. Khai trương đường bay thẳng Việt Nam-Kazakhstan mở ra nhiều cơ hội cho cả hai nước. Chúng tôi mong muốn rằng Việt Nam và Kazakhstan sẽ càng ngày càng có nhiều sự hiện diện thông qua ẩm thực, du lịch, giáo dục, đầu tư và các cơ hội buôn bán thì chúng ta sẽ càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn, càng thắt chặt cái tình hữu nghị vốn có truyền thống lâu đời giữa hai nước cũng như là cái mở ra những cái cơ hội mới. Giữa Việt Nam và Kazakhstan có mối quan hệ bền chặt từ thời Xô Viết. Nhưng hiện nay các thế hệ trẻ ít biết về thời đó. Hoài niệm về quá khứ là tốt, nhưng chúng ta cần hướng tới tương lai, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là về kinh tế, du lịch, văn học hay nghệ thuật. Đó là những lĩnh vực mang hơi thở cuộc sống. Thúc đẩy giao lưu nhân dân sẽ giúp hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam đi vào thực chất, bền chặt hơn. Kazakhstan và Việt Nam tuy xa mà gần. Những viên gạch đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng đã trở thành gốc rễ vững chắc của tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Kazakhstan. Năm 2022, Việt Nam và Kazakhstan đã kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
chia tay Kazakhstan với những ấn tượng tuyệt vời về đất nước, con người, về văn hóa, lịch sử và sức sống mãnh liệt của vùng đất này. Chúng tôi mong có ngày được trở lại để tiếp tục được chứng kiến những sự đổi thay và những thành tựu của chính sách đổi mới kinh tế của đất nước Trung Á năng động và giàu bản sắc này.